Kêu tóc gì không cháu nhỉ? Cháu chú cháu bẹo bé bỏng đây. Bẹo bé bỏng à? Ôi trời, bẹo bé bỏng ngoài đẹp trai quá nhỉ. À thế bẹo bé bỏng thì cắt tóc kiểu gì đấy ông cháu? Cháu xem ông chú trên TikTok cắt kiểu môi cần chéo đẹp quá ông chú. Trên cháu kiểu môi cần chéo ông chú ơi. À bẹo bé bỏng thì cắt kiểu môi cần chéo à? Vâng. Vào việc luôn nhá. Vâng. Ngủ đi bẹo. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Còn đầu môi cần chéo có đâu chú nhỉ? Ô ông cháu bảo cắt môi cần chéo à? Vâng. Chú lại cắt nhầm thành gà dương với đen thì thông cảm chứ nhá. Chú cắt kiểu gì này, cháu bảo cắt luôn cái chéo cơ mà. Ôi chú quên. Chú quên, thông cảm chú như nào. Bắt được cháu bắt đền đấy chú ạ. Ôi nhưng mà chú quên thôi, từ bình tĩnh không sao đâu này. Như nào chú ơi? Bây giờ thôi chú cắt nhầm thông cảm với chú được không? Được đâu chú ạ, cháu không đồng cảm đâu. Thôi mày tha chú lần này đi chú, cả ngày này chưa làm được đầu nào cả. Tức là chú như nào chú nhỉ? Thôi mày tha chú thì xin mày tha chú thôi. Thôi thầy cậy, đang xin lòng tha. Không. Thôi cho mày tha chú được không? Rồi cháu tha chú lần này chú nhá. Thôi có gì thông cảm của ngài nhá. Thế giả chú 100 được không? Ok chú ơi. Rồi đấy thì mấy thằng trước nó toàn phạt chú. Qua chú 400 nhá. Bong chú 400 luôn ạ. À. Ok. Anh kêu ông cháu nhá. Có gì lần sau nhớ nhắc nhở chú nhá. Ok, cảm ơn ông cháu rất nhiều. Thôi mời ông cháu về đi. Cháu về. Ok nhá.